Vâng, kính thưa bà con, trên màn hình nhỏ các bạn đây là một đàn đà điểu 29 con và chúng tôi đã nuôi được 2 tháng 15 ngày. Đấy, có nghĩa là 2 tháng rưỡi. Thì đàn đà điểu này nguyên bản là 30 con nhưng do quá trình ốm nuôi thì hiện đã bị lệch chân mất một con và chúng tôi bỏ đi. Thì hiện bây giờ nhu cầu chúng tôi là cũng đang có muốn là bán cho người tiếp tục nuôi cái đàn này. Thì đây là những cái chú đà điểu đều nhau chăn chắn 29 con và cái trọng thể thì dao động từ 20 đến 25 cân một con. Đó. Và nếu như ai đó có đọc được cái thông tin này thì sẽ alo để chúng tôi báo cái giá và tư vấn và cung cấp cái thông tin một cách cụ thể hơn cho cái đàn 29 con đà điểu này. Đấy, các bạn thấy là từ trước đến giờ chúng tôi nuôi thì cũng chưa có cái đàn nào mà nó đều mà nó đẹp như thế này. Đấy, một phần là do nguyên nhân là mình cũng là bắt giống liên tục, đâm ra cũng có những cái đàn kế cận nó cũng sắp lớn gần này thì mình cũng sẽ để bớt cho bà con ở những cái vùng xa có nhu cầu nuôi. Tránh được những rủi ro. Mình nói thông tin là 2 tháng 15 ngày và đều nhau chắn chắn 29 con. Dao động từ 20 đến 25 27 cân một con. Với cái đàn này thì các bạn chỉ cần dùng một cái xe tải khoảng 1 tấn tư là các bạn có thể chở được về. Đấy. Thì cái cước xe nếu như các bạn ở các khu vực tỉnh ở phía Bắc thì khác là mất khoảng 1 triệu. Đấy, 29 con này nếu như các bạn nuôi thì còn nó sẽ sau khoảng 4 tháng nữa các bạn có thể bán được, có nghĩa là nó sẽ dịp vào cái dịp trước Tết hoặc các bạn giữ lại nó sẽ rơi vào cái dịp Tết. Đấy. Thì cái thông tin về kênh con giống đà điểu thì thường là cũng có rất nhiều những cái con giống nhỏ mình đồng chí Thao chim gáy chuyển đi toàn quốc. Nên mà hôm nay mình thực hiện cái video này quay sát tận nơi để cho một phần là các bạn cũng nhìn thấy một cái chuồng mẫu hình điển hình mà tự thiết kế. Đấy. Các bạn biết là nó rất là đấy, nó rất là đẹp đấy, đẹp như tranh vẽ luôn và nó chạy rồi nó bóng cây bóng nắng rồi mình xây như thế nào để cho nó thoáng đấy, nó đảm bảo không bị hạn chế tầm nhìn con đà điểu để cho chúng thoải mái về tâm lý và chúng lớn. Cái số điện thoại để các bạn liên hệ để đặt con giống nhỏ cũng như con cái mua cái đàn này cũng thế là cái số 033 5305 982 và 0989 177 982. Gặp đồng chí Thao chim cú gáy sẽ có cái sự thỏa thuận đấy, thống nhất để đưa đến cái việc giữa người mua người bán đến được với nhau và hoàn thành được những cái giao dịch. Các bạn thấy là cái điều mà trên cái kênh chim cú gáy hay luôn đưa đến là những cái hình ảnh thực tế sát sườn từ những cái sân chơi, những cái hàng rào, những cái hình ảnh những chú đà điểu nó cụ thể trên quê hương Ba Vì của chúng tôi. Và tôi mong muốn rằng từ những cái con đà điểu như thế này nó sẽ mang đến những cái hình ảnh thực sự là đặc trưng ở quê hương Ba Vì và chia sẻ với các bạn các bác nông dân khác. Đấy, là từ những cái máng ăn được chế từ những cái nốt ô tô, rồi từ những cái máng ăn được đóng bằng gỗ, rồi từ những cái máng uống được chế bằng những cái thùng, những cái chậu. Đấy, thì mong rằng các bạn sẽ nắm bắt được thông tin này và sẽ nhanh sớm gọi điện để có cái sự tư vấn và đưa ra những cái thông tin cụ thể hơn cho những lứa, những đàn. Đấy, clip này mình đăng ngày hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2019 và có lẽ là nếu như mà sau khoảng một nửa tháng thì chắc là các bạn cũng chỉ tham khảo thôi, không nên gọi điện nữa bởi vì thường là sau khi đăng một nửa tháng thì nó sẽ là có người mua người bán rồi hoặc là cái sự quyết định nó sẽ khác đi, đúng không ạ? Thì cuối video cũng xin là mong rằng là các bạn cũng đã từng là những cái fan hâm mộ của cái kênh chim cu gáy hay và cái kênh con giống đà điểu thì các bạn cũng có thể phần nào nắm bắt được. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.